Phần 2. Những pháp tu dự bị phi thường hay những chuẩn bị bên trong. Quy y, nền tảng của mọi con đường, khơi dậy bồ đề tâm, gốc rễ của đại thiền định, và trì tụng về bổn sư như Đức Kim Cang tác đọa để tịnh hóa nghiệp chướng. Cúng dường Mạng Đà La để dung bồi phước huệ. Kusali, pháp tích tụ công đức, diệt trừ bốn ma dương bằng một độc chiêu. Bổn sư du già, cánh cổng dẫn đến năng lực gia trì, phương pháp tối hậu để chứng ngộ tuệ giác. Chương 1. Quy y, nền tảng của mọi con đường. Đặt tam bảo lên đầu là quy y bên ngoài. Ngài thực sự chứng ngộ ba nguồn gia trì là quy y bên trong. Ngài đã quá hiện ba thân là quy y tối thượng. Bậc thầy vô song còn đảnh lễ dưới chân Ngài. Quy y là nền tảng của tất cả mọi con đường, của tất cả mọi pháp tu, và được giải thích dưới ba đề mục như sau. Làm sao đến với quy y? Quy y như thế nào? Và những giới luật và lợi ích của quy y. Thứ nhất, làm sao để đến với quy y? Một, tín tâm. Quy y mở ra cánh cửa đi vào tất cả những giáo lý và phương pháp hành trì. Cũng như thế, chính tín tâm mở ra cánh cổng đưa ta đến với quy y. Do vậy, bước đầu quan trọng trong việc quy y là phải phát triển một tín tâm kiên cố và lâu dài. Tín tâm hay niềm tin gồm có ba loại: niềm tin sống động, niềm tin tha thiết và niềm tin kiên định. Niềm tin sống động. Niềm tin sống động là niềm tin được thôi thúc trong chúng ta qua việc chúng ta nghĩ tưởng về lòng bi mẫn bao la của chư Phật và những bậc thầy vĩ đại. Chúng ta có thể kinh nghiệm loại tín tâm này khi viếng thăm một ngôi chùa có nhiều biểu tượng cho thân, khẩu, ý của chư Phật, hoặc sau một cuộc gặp gỡ một vị thầy hay một thiền tri thức vĩ đại mà ta vừa đích thân diện kiến, hoặc khi nghe về những phẩm hành hay tiểu sử của những vị thầy. Niềm tin tha thiết. Niềm tin tha thiết là lòng nhiệt thành của chúng ta muốn thoát khỏi những đau khổ của ba cõi thấp khi chúng ta được nghe mô tả về những cõi thấp. Sự nhiệt thành của chúng ta muốn vui hưởng hạnh phúc của những cõi cao và của con đường giải thoát khi chúng ta được nghe về những cõi cao và về con đường giải thoát. Sự nhiệt thành của chúng ta để dấn mình vào những thiền hạnh khi ta nghe nói về những lợi ích mà những thiền hạnh này sẽ mang lại cho chúng ta. Và sự nhiệt thành của chúng ta để tránh xa ác hạnh khi ta hiểu được về những tổn hại mà những hành vi bất thiện sẽ gây ra. Niềm tin kiên định. Niềm tin kiên định là niềm tin vào tam bảo khởi lên từ đáy lòng ta. Một khi chúng ta thấu hiểu được những đức tánh phi thường và năng lực gia hộ mà tam bảo có thể đem đến cho chúng ta, đây chính là toàn bộ niềm tin duy nhất nơi tam bảo, xuất phát từ nhận thức rằng Phật Pháp Tăng là nơi nương tựa duy nhất, không bao giờ dơi cạn, mãi mãi muôn đời và trong tất cả mọi hoàn cảnh. Cho dù chúng ta đang hạnh phúc, buồn bã, đau đớn, bệnh tật, dù sống hay chết. Đức Tôn Quý xứ Odijana đã nói rằng, sự chí tâm chí thành cho phép lực gia trì thâm nhập vào hành giả. Khi tâm thoát khỏi mọi nghi ngờ, thì bất kỳ điều gì các con mong muốn cũng có thể thành tựu. Do đó, tính tâm giống như một hạt giống. Từ đó mọi điều thiện có thể tăng trưởng. Nếu thiếu tính tâm, hạt giống như thể bị thiêu đốt. Trong kinh có nói, đối với những người thiếu tính tâm, không có điều thiện nào được phát triển. Cũng như từ một hạt giống đã bị thiêu đốt, sẽ chẳng bao giờ có chồi xanh nào mọc được. Trong bảy báu vật cao quý, thất thánh bảo, tính tâm là điều quan trọng nhất. Có câu nói rằng, bánh xe quý báu của tính tâm cả ngày lẫn đêm lăn trên con đường đức hạnh. Tín tâm là nhiên liệu quý báu nhất trong tất cả những tài nguyên mà chúng ta có được. Tín tâm đem lại một nguồn đức hạnh vô tận, giống như một kho tàng. Tín tâm cưu mang chúng ta trên suốt con đường giải thoát, giống như đôi chân, và thâu thập mọi điều tốt đẹp cho chúng ta như đôi tay. Tín tâm là tài sản, là kho tàng vĩ đại nhất, là đôi chân tốt đẹp nhất, là nền tảng để thâu thập mọi đức hạnh giống như đôi tay. Lòng bi mẫn và lực gia trì của tam bảo ban cho chúng ta
thì thật không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên năng lực giá trị này có thể thâm nhập một cách sâu đậm trong ta hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào tính tâm và lòng quy ngưỡng của ta đối với Tam Bảo. Nếu bạn có tính tâm và lòng quy ngưỡng bao la thì lực giá trị và lòng bi mẫn mà bạn nhận được từ vị thầy của bạn và từ Tam Bảo cũng sẽ bao la tương đương như vậy. Nếu tính tâm và lòng quy ngưỡng của bạn chỉ ở mức độ trung bình thì lòng bi mẫn và lực giá trị mà bạn nhận được cũng sẽ trung bình. Nếu tính tâm và lòng quy ngưỡng của bạn thật ít ỏi thì chỉ có rất ít lòng bi mẫn và lực giá trị sẽ đến với bạn. Nếu bạn hoàn toàn không có lòng tin và sự quy ngưỡng nào thì bạn sẽ tuyệt đối không nhận được gì cả. Nếu không có lòng tin thì cái việc được gặp Đức Phật và được Ngài nhận làm đệ tử cũng hoàn toàn chẳng có ích lợi gì. Giống như đối với nhà sư Thiện Tinh mà câu chuyện của ông đã được kể ở chương trước, và với người anh em bà con của Đức Phật là ông Đề Bà Đạt Đa. Ngay cả ngày nay, bất kỳ khi nào Đức Phật được khẩn cầu với tín tâm và lòng quy ngưỡng chân thành thì Ngài hiện diện ở đó và gia hộ cho ta. Đối với lòng bi mẫn của Đức Phật thì không có chuyện gần hay xa. Đối với tất cả những ai nghĩ tưởng tới Ngài với tín tâm, Đức Phật hiện diện ở đó trước mặt họ và sẽ ban truyền quán đảnh và từ bi gia hộ cho họ. Và đạo sư vĩ đại xứ Odijana có nói: đối với tất cả thiện nam tín nữ có lòng tin nơi ta, ta liên hoa sanh chưa hề rời xa, ta ngủ bên cửa nhà họ, với ta không có cái chết. Trước mặt mỗi người có tín tâm đều có một liên hoa sanh. Khi ta có niềm tin kiên cường, lòng bí mẫn của Đức Phật có thể hiện diện trong bất kỳ sự việc gì. Điều này được minh họa qua câu chuyện của một bà lão sùng tín được cứu giúp để đạt được Phật quả nhờ vào một cái răng của một con chó. Ngày xưa có một bà cụ, con trai bà là một thương gia, anh ta thường đi Ấn Độ buôn bán. Một hôm bà cụ nói với con: ở Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ có Đức Phật Toàn Giác, con hãy đem về cho mẹ một vài thánh tích đặc biệt từ Ấn Độ để mẹ có thể đảnh lễ. Bà lặp lại lời thỉnh cầu nhiều lần, nhưng người con thường quên lãng và chẳng bao giờ đem về cho bà những gì bà yêu cầu. Một hôm, khi người con đang chuẩn bị đi Ấn Độ thêm một lần nữa, bà mẹ nói: lần này nếu con không đem về vật gì để mẹ đảnh lễ thì mẹ sẽ tự sát trước mặt con. Người con đi Ấn Độ kết thúc việc mua bán như đã dự định và lên đường trở về nhà. Một lần nữa là quên điều yêu cầu của mẹ. Chỉ khi về gần tới nhà, anh ta mới chợt nhớ ra. Anh ta tự nghĩ: nay ta sẽ phải làm gì? Anh tự nghĩ: ta đã không mang được thứ gì về để cho mẹ già của ta đảnh lễ. Nếu ta về tay không, bà sẽ tự sát. Nhìn quanh, anh ta thấy một cái đầu chó đang nằm trên đất gần đó. Anh ta nhổ một cái răng và dùng miếng lụa gói lại. Về đến nhà, anh đưa nó cho mẹ và nói: đây là một trong những răng nanh của Đức Phật, mẹ có thể dùng nó để trợ giúp cho mẹ khi cầu nguyện. Bà lão tin lời con, bà có lòng tin mãnh liệt nơi chiếc răng, hoàn toàn như thể đó thực sự là chiếc răng của Phật. Bà luôn luôn cúng dường và đảnh lễ, và từ chiếc răng chó xuất hiện nhiều hạt ngọc kỳ diệu. Khi bà lão chết, một dòm ánh sáng cầu vồng xuất hiện quanh bà cùng những dấu hiệu khác của sự thành tựu. Một cái răng chó thì không chứa đựng chút lực gia trì nào, nhưng lòng tin của bà lão mãnh liệt tới nỗi bà đoan chắc rằng nó thực sự là răng của Đức Phật. Nhờ niềm tin của bà, chiếc răng thấm đẫm ơn gia hộ của Đức Phật, cho tới cuối cùng thì cái răng chó không khác gì chiếc răng Phật thực sự. Xưa kia trong tỉnh Công Bô có một người chất phác mà sau này được biết với cái tên là Suvo Ben. Ông làm một cuộc hành trình tới miền Trung Tây Tạng để gặp Suvo Rinpoche. Thoạt đầu khi ông tới trước tượng thì quanh đó không có người giữ chùa hay bất kỳ ai khác. Thấy thực phẩm cúng dường và đèn bơ ở trước pho tượng, ông tưởng tượng thấy Suvo Rinpoche nhúng bánh cúng vào bơ chảy lỏng trong các ngọn đèn và ăn chúng. Ông tin rằng những ngọn kim đèn cháy sáng là để làm cho bơ tan lỏng.
Ta nghĩ rằng tốt hơn mình nên ăn một ít giống như Suvo Rinpoche. Ông tự nghĩ và nhúng một miếng bánh bột lấy trong tô ba cúng dường vào bơ rồi ăn. Ông nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của ngài Suvo. Ngài thật là một lạc ma tốt bụng, ông nói. Ngay cả khi chó đến ăn trộm thực phẩm được cúng dường của ngài, ngài cũng mỉm cười. Khi gió lùa làm những ngọn đèn của ngài kêu xèo xèo, ngài vẫn mỉm cười. Đây, tôi gửi ngài đôi giày ủng, làm ơn trông chừng chúng một lát giùm tôi, trong khi tôi đi nhiễu quanh ngài. Ông cởi giày đặt trước tượng. Trong lúc ông đang đi nhiễu quanh con đường chính, chạy quanh ngôi chùa, thì người giữ chùa nhìn thấy đôi giày ủng. Ông ta sắp ném đôi giày ra ngoài, thì bức tượng nói, không được ném chúng đi. Công bố Ben đã gửi đôi giày này cho ta. Cuối cùng Ben trở lại và lấy đôi giày. Người ta gọi ngài là một lạc ma tốt bụng, quả là không sai. Ông nói với pho tượng, sang năm ngài lại đến thăm chúng tôi nữa nhé. Tôi sẽ giết một con heo già để nấu cho ngài và đãi ngài ít bia lúa mạch để được cất lâu năm, rất hấp dẫn. Ngài Suvo nói, ta sẽ đến. Ben trở về nhà và nói với vợ, tôi đã mời ngài Suvo Rinpoche, thế nhưng tôi không biết chính xác chừng nào ngài tới. Vì làm ơn đừng quên để bắt đến ngài. Một năm trôi qua, một ngày nọ, khi đang kéo nước trên sông, vợ của Ben thấy rõ ràng bóng phản chiếu của ngài Suvo Rinpoche trên mặt nước. Bà lập tức chạy về nhà nói với chồng, có cái gì ở dưới đó, trong con sông. Tôi không rõ đó có phải là người mà ông mời không. Ben chạy ra sông và thấy Suvo Rinpoche sáng ngời trong nước. Cho là ngài bị chìm xuống sông, Ben nhảy xuống. Khi chụp được linh ảnh, ông thấy là có thể thực sự nắm được linh ảnh ấy và đem linh ảnh đi theo. Khi đến gần nhà Ben, họ tới trước một tảng đá khổng lồ trên đường. Ngài Suvo không muốn đi xa hơn nữa. Ta không vào nhà của cư sĩ, ngài nói và biến mất vào tảng đá. Địa điểm mà người ta nhìn thấy ngài Suvo hiện đến nay được gọi là Suvo Dole. Còn dòng sông nơi linh ảnh của ngài xuất hiện thì có tên là sông Suvo. Thậm chí ngày nay, người ta nói rằng địa điểm mà ngài Suvo hiện ra cũng có thể ban ơn gia hộ cho chúng ta, tương tự như tượng ngài Suvo ở Lhasa. Và mọi người đều đến nơi đây để đảnh lễ và cúng dường. Chính nhờ sức mạnh của niềm tin kiên định mà Ben đã trực nhận được lòng từ bi của Đức Phật. Mặc dù ông ăn bơ từ các ngọn đèn và ăn thực phẩm lấy từ các món cúng dường, lại đặt đôi giày trước tượng ngài Suvo. Bình thường thì những hành vi này toàn là điều sai trái, nhưng sức mạnh của niềm tin của ông đã làm cho những việc làm này trở nên hoàn toàn tốt đẹp. Thêm nữa, cũng chỉ duy nhất nương nơi tín tâm mà việc ta thực chứng được chân lý tuyệt đối, trạng thái như nhiên sẽ được phát sinh. Trong một quyển kinh có nói, ô Xá Lợi Phất, chân lý tuyệt đối chỉ được chứng ngộ nương nơi tín tâm. Khi bạn phát triển được một tín tâm hoàn toàn siêu vượt những gì tầm thường, thì nhờ năng lực của tín tâm siêu phàm ấy mà lực giá trị của thầy, của bạn và của Tam Bảo sẽ thấm nhập vào bạn. Sau đó, bạn sẽ đạt được những chứng ngộ đích thực và sẽ trực nhận được trạng thái như nhiên. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ cảm thấy một niềm tin mãnh liệt và có được lòng xác tín, thậm chí còn phi thường và kiên cố hơn nữa, nơi thầy của bạn và nơi Tam Bảo. Theo đó, tính tâm và việc đạt được trạng thái như nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Trước khi tự giả ngài Jesun Mila, Dabo Rinpoche hỏi ngài khi nào ông nên bắt đầu giảng dạy. Ngài Jesun trả lời, một ngày kia con sẽ chứng ngộ được cái thấy trong sáng phi thường về bản tánh của chân tâm của con, hoàn toàn khác biệt với cái thấy con hiện có. Vào lúc đó, niềm tin kiên định sẽ xuất hiện trong con, và con sẽ nhận ra ta, người cha già của con, như một vị Phật đích thực. Đó là lúc con nên bắt đầu giảng dạy. Do đó, khả năng ta có được để đón nhận lòng từ và lực giá trị từ thầy của ta và từ Tam Bảo hoàn toàn phụ thuộc vào lòng sùng mộ và tín tâm. Có lần một đệ tử thỉnh cầu đạo sư Suvo Atisa, ngài Suvo, xin ban phước cho con. Đệ tử giải đãi, ngài Atisa trả lời, hãy cho ta lòng sùng mộ của ngươi. Như thế, thật vô cùng cần thiết để có sự tin cậy kiên cố và tuyệt đối phát sinh từ một tín tâm và lòng sùng mộ phi thường.
Điều đó mở ra cánh cửa để thọ nhận quy y. Hai, quyền lực. Có ba mức độ quyền lực khác nhau để thọ quy y với tính tâm như trên. Quyền lực quy y của những người hạ căn. Ta sợ hãi phải chịu đựng những đau khổ của ba cõi thấp, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi xuất sinh. Và niềm sợ hãi này thúc đẩy chúng ta quy y với ý hướng đơn giản là đạt được hạnh phúc của cõi trời và người. Quyền lực quy y của những người trung căn. Ta nhận thức rằng, cho dù ta tái sinh ở bất kỳ cõi giới cao hay thấp nào trong vòng luân hồi, ta đều không thể thoát khỏi đau khổ, và nhận thức này đã thúc đẩy chúng ta quy y Tam Bảo với mục đích duy nhất là bản thân ta đạt được niết bàn, được an lành và thoát khỏi tất cả đau khổ trong luân hồi. Nguyện lực quy y của các bậc thượng căn. Cảnh tượng của tất cả chúng sinh đắm chìm trong đại dương vĩ đại của luân hồi sinh tử, của đau khổ triền miên, qua nhiều loại đau khổ khác nhau không thể tưởng tượng nổi. Chính những điều này thúc đẩy chúng ta quy y với chí nguyện có thể an lập tất cả chúng sinh trong trạng thái toàn giác vô song của Phật quả viên mãn và toàn thiện. Đối với ba mức độ động lực và tác ý trên đây, thì riêng chúng ta nên chọn con đường của những bậc thượng căn vĩ đại có chí nguyện muốn quy y, vì mong muốn an lập toàn thể vô lượng chúng sinh không sót một ai trong trạng thái Phật quả viên mãn. Thoạt nhìn thì hạnh phúc của chư thiên và thế gian loài người có vẻ là niềm hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng sinh trong cõi trời và cõi người vẫn không thể thoát khỏi đau khổ. Và ngay khi phước báo của những thiện hạnh mà họ đã gieo trồng bị cạn kiệt, thì họ sẽ rơi trở lại vào những cõi thấp. Vậy tại sao lại nỗ lực đạt được hạnh phúc của những cõi cao, nếu như những hạnh phúc này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc? Cõi niết bàn của những vị thanh văn và độc giác Phật đem lại sự an bình và hạnh phúc, nhưng chỉ cho độc nhất chúng ta, trong khi tất cả chúng sinh là cha và mẹ của chúng ta từ vô thủy đang đắm chìm trong đại dương đau khổ vô tận của dòng luân hồi. Nên nếu ta không nỗ lực cứu giúp họ, thì đó sẽ là điều sai lầm to lớn. Do đó, quy y Tam Bảo với ước nguyện tất cả chúng sinh có thể đạt đến Phật quả là con đường của những bậc thượng căn vĩ đại và là cánh cổng dẫn tới công đức vô biên. Đó cũng là con đường chúng ta nên đi theo. Trong Vòng Hoa Châu Báu có nói, bởi chúng sinh thì vô la bao tận nên ước nguyện cứu giúp họ cũng bao la vô tận như vậy. Thứ hai, quy y như thế nào? Theo Phật giáo Nguyên Thủy, ta quy y nương tựa nơi Đức Phật như vị thầy, nơi giáo pháp như con đường và nơi tăng đoàn như những bạn đồng hành trên suốt con đường. Phương pháp tổng quát của Mật Thừa phi thường là quy y bằng cách cúng dường thân, khẩu ý cho thầy của ta. Cung nghinh các bổn tôn như những vị hộ trì và cung nghinh các không hành nữ như những người bạn đồng hành. Phương pháp tối cao đặc biệt của tâm yếu kim cương là quy y nơi con đường thần tốc. Nhờ đó hành giả sử dụng những kinh mạch như đây chính là các hóa thân, tu luyện các năng lượng như đây chính là các báo thân, và tịnh hóa những tinh túy như đây chính là pháp thân. Khi ta nhất tâm một vực nương tựa vào trạng thái như như bất hoại bên trong ta, thì việc nương tựa này phải được đặt nền tảng trên trí huệ nguyên sơ vốn sẵn có trong quy y. Bản chất cốt lõi của trí huệ đó là tánh không.
biểu lộ tự nhiên của trí huệ đó là tánh sáng, và lòng từ bi của trí huệ này là sự tỏa rạng khắp nơi. Quy y ở đây có nghĩa là với tất cả lòng tin, ta ý thức ra được trong dòng tâm thức của chính chúng ta về sự bất khả phân vĩ đại của ba yếu tánh trên đây của trí huệ nguyên sơ. Khi đã có một hiểu biết rõ ràng như vậy về tất cả con đường cần thiết để thọ giới quy y, giờ đây chúng ta tiếp tục đi tới việc thật sự thực hành quy y. Trước hết, hãy quán tưởng ruộng công đức. Đây chính là đối tượng mà bạn quán tưởng trước mặt trong khi thọ lễ quy y. Hãy xem nơi bạn đang ở là một Phật điền hoàn toàn đẹp đẽ và thật vừa ý, được làm bằng đủ loại chất liệu quý báu. Mặt đất bóng loáng như mặt gương, không có bất kỳ núi đồi thung lũng hay bất kỳ cảnh tượng thiếu sự hài hòa nào. Ở chính giữa phía trước bạn mọc lên một cây dưa ý với năm cành lớn tỏa ra từ thân cây. Lá, hoa và trái hoàn hảo của cây dưa ý vươn tới bốn hướng đông tây nam bắc, xa rộng tới nỗi làm tràn ngập cả bầu trời, và mỗi cành nhánh treo vô số ngọc quý rất đẹp và những cái chuông đủ loại. Trên cành chính là một cái ngai bằng ngọc được tám con sư tử lớn nâng lên. An tọa trên ngai, trên một chỗ ngồi gồm một bông sen nhiều màu sắc, một mặt trời và một mặt trăng, là vị bổn sư hay đạo sư gốc của bạn. Suối nguồn không gì sánh được của lòng bi mẫn, hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Vị đạo sư gốc xuất hiện trong hình tướng của Đức Kim Cang Trì vĩ đại xứ Odijana. Thân ngài mang sắc màu trắng quyến rũ pha sắc hồng. Ngài có một mặt, hai tay, hai chân và ngồi trong tư thế dương giả. Tay phải ngài cầm một chài kim cương năm chấu bằng vàng với ấn phẫn nộ. Trong tay trái với ấn thiền định, ngài cầm một bình bát là bằng sọ người đựng đầy chất cam lồ trí tuệ bất tử. Trên nắp bình là một cây như ý. Ngài mặc một áo choàng bằng gấm thêu kim tuyến, khoác thêm y áo của một tu sĩ và một áo thùng tay dài màu xanh dương. Trên đầu ngài là một vương miện hoa sen. Ngồi trong tư thế hợp nhất với ngài là vị phối ngẫu của ngài, Dakini Yesi Soyan, thân trắng, đang cầm một lưỡi dao cong và một bình bát là bằng sọ người. Hãy quán tưởng ngài như vậy trong không gian phía trước, mặt hướng về bạn. Trên đỉnh đầu ngài là tất cả những lạc ma của dòng truyền thừa. Vị này ngồi trên vị kia, người ngồi phía trên không chạm vào người phía dưới. Những vị thầy của truyền thống mật điển thông thường thì nhiều vô số, nhưng ở đây chúng ta đặc biệt quán tưởng những nhân vật chính của dòng truyền thừa tâm yếu của Đại Viên Mãn: Đức Phật Phổ Hiền, Pháp Thân, Đức Phật Kim Cang Tác Đỏa, Bảo Thân, Ngài Garab Doze, Quả Thân, Đạo Sư Diệu Đức Hữu, các tượng sư tử, Ngài Kỳ Na Tu Đa La, Nguyên Bác, Đại Học Giả Vima Lamitra, Đức Liên Hoa Sanh xứ Odijana và ba đệ tử thân cận của ngài, Đức Vua Thần Dân và vị phối ngẫu, tức là vị Pháp Dương Tri Sông Desten, Đại Dịch Giả Vairosana và Dakini Yesi Soyan, Đức Long Chen Rajapa Toàn Trí và Đức Rizin Sime Limba. Mỗi người trong số các ngài phải được quán tưởng với những bảo vật trang sức và các biểu tượng riêng. Tất cả được dây quanh bởi vô số bổn tông của bốn phân loại mật điển với các vị không hành nam và không hành nữ. Phía cạnh trên trước là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đấng chiến thắng, được bao quanh bởi 1002 vị Phật toàn giác của hiền kiếp này cùng tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai trong 10 phương. Tất cả các ngài có hình tướng hóa thân siêu việt, đắp y tu sĩ, có đầy đủ 32 tướng hảo của Phật quả, dục kế nhô cao, lòng bàn chân có in dấu các luân xa, vân vân, và 80 tướng phụ. Tất cả các ngài an tọa trong tư thế kim cương. Một số vị có sắc trắng, một số sắc vàng, một số sắc đỏ, một số sắc xanh lục và một số có sắc xanh dương. Những tia sáng tuyệt diệu tỏa chiếu ra từ thân tướng các ngài. Trên cạnh bên phải, hãy quán tưởng 8 đại đệ tử dẫn đầu bởi các Bồ Tát Pháp Vương Tử của ba Phật gia, Văn Thù, Kim Cương Thủ và Quán Tự Tại, và được bao quanh bởi toàn thể tăng đoàn tôn quý gồm chư vị Bồ Tát. Các ngài có sắc trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh lục.
tất cả đều mang 13 món trang sức của báo thân và đứng trên hai chân. Trên cạnh bên trái, hãy quán tưởng hai vị thanh văn chính yếu là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, được tăng đoàn cao quý gồm chư vị thanh văn và độc giác Phật bao quanh. Tất cả các ngài có sắc trắng và đắp ba y tu sĩ. Các ngài cũng đều đứng, tay cầm tích trượng và bình bát. Trên cạnh phía sau, hãy quán tưởng pháp bảo trong hình dạng những chồng sách. Trên cùng là 6.400.000 mật điển của Đại Viên Mãn, được bao bọc bởi một lưới ánh sáng. Tựa đề của mỗi quyển sách hướng về phía bạn. Tất cả những quyển sách này xuất hiện rất rõ ràng và minh bạch, và ngân gian giai điệu tự nhiên của những nguyên âm và phù âm. Giữa những cành cây là tất cả chư hộ pháp quang vinh, là những vị vừa là hộ pháp trí tuệ lẫn những vị hộ pháp đã được nhiếp phục do nghiệp quả của những hành động trong quá khứ của họ. Tất cả những nam hộ pháp đều hướng mặt ra ngoài. Hoạt động của họ là ngăn ngừa những chướng ngại từ bên ngoài thâm nhập vào trong, bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại và những trở ngại để chúng ta có thể thực hành giáo pháp và đạt được giác ngộ. Tất cả những nữ hộ pháp đều hướng mặt vào trong. Hoạt động của họ là giữ gìn những thành tựu bên trong, không để cho hé lộ ra ngoài. Hãy nghĩ tưởng về tất cả chư vị này của lễ quy y là những vị với phẩm hạnh cao quý của trí tuệ. Hãy nghĩ tưởng đến lòng bi mẫn và năng lực vô lượng. Họ đang dẫn dắt bạn như những người dẫn đường vĩ đại duy nhất của bạn. Hãy hình dung ở bên phải bạn là người cha và bên trái là người mẹ trong hiện đời của bạn. Phía trước bạn, một đám đông trùng trùng điệp điệp cùng tụ hội che kín mặt đất. Đó là tất cả chúng sinh trong ba cõi và trong sáu nẻo luân hồi. Hàng thứ nhất gồm tất cả những người thù ghét bạn và tất cả những kẻ gây chướng ngại hoặc làm tổn thương bạn. Cùng với bạn, tất cả những người này đều đứng với hai bàn tay chắp lại. Khi bày tỏ lòng tôn kính bằng thân bạn, hãy gieo mình xuống đất lễ lại. Khi bày tỏ lòng tôn kính với khẩu của bạn, hãy tụng đọc lời nguyện quy y. Khi bày tỏ lòng tôn kính bằng ý của bạn, hãy nuôi dưỡng tư tưởng như sau: Ô, đạo sư và tam bảo, bất kỳ điều gì xảy đến với con, dù thuận lợi hay bất lợi, hạnh phúc hay đau khổ, tốt hay xấu, bất kỳ bệnh tật hay đau khổ nào xảy ra cho con không có sự nương tựa hay che chở nào khác ngoài Ngài. Ngài là bậc gia trì duy nhất, người hướng dẫn duy nhất, nơi trú ẩn duy nhất và là niềm hy vọng duy nhất của con. Từ bây giờ cho đến khi con đạt được tâm yếu của giác ngộ, con đặt mọi sự trông cậy và niềm tin của con vào Ngài. Con sẽ không tìm kiếm những lời khuyên dạy của cha, không thỉnh cầu lời chỉ dạy của mẹ, cũng không tự mình quyết định. Chính Ngài, vị thầy và tam bảo của con mà con nhận làm nơi nương tựa, chính Ngài là đối tượng để con thực hiện các lễ cúng dường. Con tự cam kết chỉ với một mình Ngài. Con không có nơi nương tựa nào khác, không còn hy vọng nào khác ngoài Ngài. Với sự xác tín nồng nhiệt này, hãy tụng đọc bản văn sau đây. Cho tới khi đạt được tâm yếu của giác ngộ, con luôn luôn nương tựa nơi những đấng thiện thệ của ba lực gia trì là tam bảo chân thực, nơi bồ đề tâm là chân tánh của kinh mạch, năng lực và tinh túy, và nơi mạng đà la tinh yếu của chân tánh, của sự hiển lộ tự nhiên và của lòng bi mẫn. Trong mỗi thời khóa, nếu có thể thì hãy đọc bài này càng nhiều lần càng tốt, cho tới khi bạn đọc xong câu nguyện này ít nhất 100.000 lần. Thì bạn hãy dụng công tụng đọc câu nguyện này trong những thời khóa riêng biệt, và hãy để cho công phu này trở thành là một công phu liên tục và quan trọng nhất của bạn. Có thể bạn ngạc nhiên tại sao kẻ thù và những người gây chướng ngại cho bạn lại được ưu tiên hơn cả cha mẹ bạn trong lúc quy y, vì kẻ thù thì được quán tưởng ở phía trước đám đông, trong khi cha và mẹ bạn lại ở phía sau bên cạnh bạn. Lý do là vì chúng ta, những người bước trên con đường đại thừa, phải có lòng từ bi đối với toàn thể chúng sinh vô tận một cách đồng đều không phân biệt. Đặc biệt hơn nữa, cách duy nhất để tích lũy một khối lượng công đức vô biên là không lãng phí tất cả những gì ta đã dung bồi, là hãy lấy hạnh nhẫn nhục làm phần thực hành chính yếu của ta. Có câu nói rằng, làm sao chúng ta có thể thực hành nhẫn nhục nếu không có ai làm ta nổi giận? Chính những hòa hại gây nên bởi kẻ thù và những kẻ tạo ra chướng ngại đã ban cho bạn cơ hội phát triển hạnh nhẫn nhục. Từ quan điểm này của giáo pháp, nếu bạn quán chiếu sâu sắc, thì bạn sẽ thấy ra được rằng kẻ thù và những kẻ gây ra chướng ngại
còn tử tế với bạn hơn cả cha mẹ bạn. Cha mẹ bạn khi dạy cho bạn mọi thủ đoạn và cách thức lọc lừa cần thiết để bạn thành công trong thế gian này, họ là những người có thể tạo nên chướng ngại khiến bạn không thể thoát ra khỏi đáy sâu của những cõi thấp trong các đời vị lai. Vì thế, lòng tốt của họ không vĩ đại như ta tưởng. Trái lại, kẻ thù và những kẻ gây chướng ngại thì cực kỳ tử tế với bạn. Chính nghịch cảnh mà kẻ thù gây ra cho bạn đã cung cấp cho bạn đúng căn nguyên để thực hành nhẫn nhục. Dù bạn có thích hay không, thì kẻ thù của bạn cũng đã chia cắt bạn ra khỏi của cải và tài sản của bạn. Mà của cải và tài sản chính là những ràng buộc ngăn cản không cho bạn thoát khỏi luân hồi. Và vì thế, chúng chính là nguồn gốc của mọi đau khổ. Những thế lực tiêu cực của những kẻ gây chướng ngại cũng cung cấp cho bạn sự tập trung để thực hành nhẫn nhục. Nhờ bệnh tật và đau khổ do họ gây ra mà nhiều hành động sai lầm trong quá khứ được tình hóa. Hơn nữa, kẻ thù và chướng ngại đem bạn tới với giáo pháp, giống như kẻ thù và chướng ngại đã đưa ngài Jesun Milarepa và sư cô Banmo đến với giáo pháp. Khi chú và dì của ngài Jesun Milarepa cướp đi tất cả tài sản của ngài, và khi sư cô Banmo bị mắc bệnh phong cùi do loài thủy long gây ra, cô đã hiến mình cho việc thực hành tu tập theo pháp môn Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm, và sau đó đạt được thành tựu siêu diệt. Đấng toàn giác Pháp Dương Longchenpa đã nói: bị đau khổ tấn công, ta phát hiện giáo pháp và tìm ra con đường giải thoát. Xin cảm ơn những thế lực xấu ác. Khi phiền muộn tràn ngập tâm tưởng, ta phát hiện giáo pháp và tìm thấy hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cảm ơn những muộn phiền. Nhờ thương tổn gây ra bởi các tinh linh, ta phát hiện giáo pháp và tìm thấy sự vô quý. Xin cảm ơn những bóng ma và quỷ dữ. Nhờ lòng thù hận của con người mà ta phát hiện giáo pháp và tìm được lợi lạc và hạnh phúc. Xin cảm ơn những kẻ thù ghét ta. Nhờ nghịch cảnh tàn bạo mà ta phát hiện giáo pháp và tìm thấy con đường bất biến. Xin cảm ơn nghịch cảnh. Nhờ bị người khác thúc ép mà ta phát hiện giáo pháp và tìm thấy ý nghĩa tình yếu. Xin cảm ơn tất cả những kẻ xô đẩy ta. Để đáp đền lòng tốt, ta hồi hướng công đức cho tất cả các ngươi. Vì vậy, kẻ thù không chỉ rất tử tế với bạn trong đời này, mà họ còn là cha mẹ bạn trong những đời quá khứ. Đây là điều tại sao bạn nên dành cho họ một vị trí quan trọng trong khi hành trì pháp tu quy y. Khi tới lúc kết thúc thời công phu quy y, hãy quán tưởng lòng khao khát quy ngưỡng của bạn tạo ra vô số những tia sáng phóng ra từ những bổn tôn quy y. Những tia sáng này phóng tỏa vào bạn và tất cả chúng sinh, và giống như bầy chim bị một viên đạn bắn làm cho tan tác. Tất cả chúng sinh và bạn dù bay lên và hòa nhập vào các bổn tôn. Sau đó, những bổn tôn chung quanh tan thành ánh sáng từ ngoài vào trong và tan biến vào vị thầy ở trung tâm là hiện thân của ba đối tượng quy y. Tất cả những bổn tôn người trên đầu của vị thầy cũng tan biến vào ngài. Sau đó, vị thầy hòa tan và biến vào ánh sáng. Hãy ngơi nghỉ trong trạng thái nguyên sơ của pháp thân trong thời gian ngắn dài tùy sức, thoát khỏi tất cả mọi tạo tác, không dướng mắt vào bất kỳ vọng niệm nào. Khi bạn xả thiền, hãy hồi hướng công đức cho vô lượng chúng sinh bằng những lời như sau: nương nơi công đức của công phu hành trì này, xin cho con nhanh chóng chứng đắc ngôi tam bảo, và xin cho con an lập mỗi một chúng sinh, không sót một ai, tùy vào căn cơ của họ. Hãy luôn nghĩ tưởng đến những bổn tôn của giáo pháp quy y trong mọi tình huống. Bạn hãy đi, hãy quán tưởng các ngài trong không gian trên vai phải của bạn và hình dung rằng bạn đang đi nhiễu quanh các ngài. Khi ngồi, hãy quán tưởng các ngài trên đầu như nơi nương tựa của những lời nguyện cầu của bạn. Khi ăn, hãy quán tưởng các ngài ở cổ họng và cúng dường các ngài phần đầu tiên của thức ăn hay đồ uống. Khi ngủ, hãy quán tưởng các ngài ở giữa tim bạn. Pháp tu này chủ yếu để bạn có thể giải thể những mê lầm, giúp cho mê lầm tan hòa vào với tình quan. Bất cứ bạn làm gì, đừng bao giờ xa lìa hình ảnh trong sáng của các bổn tôn của giáo pháp quy y trong dòng tâm thức. Hãy giao phó bản thân bạn với toàn bộ tín tâm cho tam bảo và hoàn toàn hiến mình để thọ nhận quy y.